Thủy quân lục chiến Mỹ mua tên lửa Tomahawk để đối phó Trung Quốc ở Biển Đông. Quân đội Hoa Kỳ tiết lộ phần mềm dự đoán phản ứng của Trung Quốc. Hiệp ước mới ở Thái Bình Dương hứa hẹn sẽ đối đầu với cuộc chiến không giới hạn của Bắc Kinh. Chuyên gia, Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm lược Đài Loan không chỉ làm tổn hại đến chất bán dẫn, kinh tế toàn cầu có thể hỗn loạn. Kim Hoa xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi tin Biển Đông Đài Loan ngày 25 tháng 6 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Thủy quân lục chiến Mỹ mua tên lửa Tomahawk để đối phó Trung Quốc ở Biển Đông. Theo báo Asian Times, hồi tháng trước, Hải quân Mỹ đã trao hợp đồng trị giá 217 triệu đô la Mỹ cho công ty phòng thủ và tên lửa Raytheon thuộc tập đoàn công nghệ Raytheon để sản xuất 154 tên lửa hành trình Tomahawk Block V, trong đó có 70 quả dành cho Hải quân, 54 cho USMC và 30 cho lục quân. Việc mua tên lửa Tomahawk được phóng từ đất liền là một phần trong chương trình hỏa lực tầm xa của USMC, với mục tiêu cung cấp và duy trì các hệ thống vũ khí chống hạm và tấn công các mục tiêu trên bộ được tích hợp đầy đủ nhằm tăng khả năng sát thương của lực lượng này. Những thành phần khác của chương trình nói trên còn có hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS cùng hệ thống chỉ huy và kiểm soát hỏa lực hải quân. Ngoài ra, nhờ tên lửa Tomahawk được dựa trên một hệ thống chung được lục quân và hải quân sử dụng, việc này giúp đơn giản hóa việc tích hợp và hậu cần. Nhằm đối phó Trung Quốc, khả năng trên phản ánh học thuyết hoạt động phân tán của USMC sử dụng các đội nhỏ, phân tán trên bộ và trên biển để đe dọa khả năng tập trung của các lực lượng đối phương từ bên trong vùng chống tiếp cận, chống xâm nhập A2 trên AD của họ. Những căn cứ viễn trinh có thể được sử dụng để bố trí các khẩu đội tên lửa Tomahawk của USMC. Những khẩu đội này sau đó sẽ được tích hợp với các hệ thống vũ khí và cảm biến tác chiến trên mặt nước của Hải quân Mỹ. Ngoài ra, các bệ phóng trên đất liền cung cấp các khả năng tốt hơn so với các hệ thống trên tàu, dẫn tới tăng hiệu quả nhờ hỏa lực sẵn có, lớn hơn và ít chi phí hơn khi được triển khai. Những bệ phóng đó cũng có thể bổ sung sức mạnh hải quân và không quân bằng cách cung cấp sự hiện diện gần như liên tục ở các khu vực tranh chấp. Máy bay không người lái, máy bay và thậm chí cả những đội đặc nhiệm đóng trên các đảo hẻo lánh có thể chỉ định mục tiêu cho các bệ phóng trên đất liền. Ở Biển Đông, các bệ phóng tên lửa Tomahawk trên đất liền có thể chống lại các khả năng A2 trên AD của Trung Quốc nhờ nằm ngoài tầm bắn của các bệ phóng tên lửa chống hạm trên bộ của Trung Quốc. Trung Quốc đã triển khai phi pháp tên lửa chống hạm EJ-62 trên đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. EJ-62 có thể bắn trúng bất kỳ tàu hải quân nào trong phạm vi 400 km, mang lại Trung Quốc khả năng duy trì sức mạnh trong khu vực mà không cần sử dụng hải quân. Trung Quốc còn được cho là đã triển khai phi pháp tên lửa diệt hạm siêu thanh EJ-12B trên đá chữ thập, đá Subi và đá Vành Khăn, ba thực thể trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, nhưng đã bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp và biến thành đảo nhân tạo. Giống như EJ-62, EJ-12B có tầm bắn khoảng 400 km, vượt xa tầm bắn 124 km của tên lửa Harpoon, loại vũ khí lâu nay của các tàu chiến Mỹ và cũng có các phiên bản được phóng từ đất liền. Hai loại tên lửa này của Trung Quốc đánh dấu sự nâng cấp đáng kể về tên lửa chống hạm và các khả năng A2 trên AD. Chúng cũng vượt ngoài tầm tác chiến của hệ thống Aegis được gắn trên chiến hạm Mỹ và tên lửa SM-2 bảo vệ các nhóm tàu tác chiến sân bay của nước này, buộc Washington phát triển và triển khai các khí tài có thể vô hiệu hóa lợi thế của Trung Quốc trong các tên lửa chống hạm trên bờ. Khó kiếm được đồng minh sẵn lòng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm được một đồng minh sẵn sàng chứa các khẩu đội tên lửa Tomahawk trên đất liền của Mỹ là thách thức lớn hơn nhiều so với việc tìm kiếm đồng minh sẵn sàng chứa những loại hình thức hiện diện khác như căn cứ không quân và hải quân. Lý do là các đồng minh như Thái Lan và Philippines tỏ ra miễn cưỡng vì giới tinh hoa chính trị của hai nước đã cố gắng thiết lập quan hệ chính trị và kinh tế vững chắc hơn với Trung Quốc. Hàn Quốc thì tương đối dễ bị tổn thương trước sức ép từ Trung Quốc, vì Seoul cần ảnh hưởng của Bắc Kinh trên đàm phán với Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên. Ngoài ra, khoảng cách của Úc với Biển Đông và việc miễn cưỡng chứa căn cứ nước ngoài khiến nước này khó trở thành địa điểm có thể lắp đặt các khẩu đội tên lửa Tomahawk trên đất liền của Mỹ.
Trong khi đó, dù được xem là đối tác khả thi nhất cho mục đích như thế này, Nhật Bản lại do dự trong việc cho Mỹ gia tăng hiện diện và không sẵn sàng triển khai các loại vũ khí có tính chất tấn công. Vì vậy, một chiến lược của Mỹ dựa vào việc bố trí lâu dài các khẩu đội tên lửa Tomahawk trên đất liền trong lãnh thổ đồng minh của mình có thể thất bại do thiếu đối tác sẵn lòng. Tuy nhiên, Mỹ có thể cân nhắc các phương án khác để triển khai tên lửa hành trình trên đất liền tầm xa ở Thái Bình Dương, như cùng phát triển hoặc bán hệ thống vũ khí như thế cho các đồng minh, triển khai nhanh chóng hệ thống này trong các tình huống khủng hoảng, triển khai luân phiên trong thời bình và đóng thường trực tại đảo Guam. Quân đội Hoa Kỳ tiết lộ phần mềm dự đoán phản ứng của Trung Quốc. Phản ứng mới do quân đội Hoa Kỳ phát triển được công bố vào tuần trước có thể dự đoán phản ứng của chính phủ Trung Quốc trước các hành động của Washington tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Kathleen Hicks cho biết, vào tuần trước phạm vi xung đột và những thách thức đặt ra trong vùng xám, Hoa Kỳ cần phải phân tích và kết hợp một loạt các chỉ số rộng hơn rồi mới có cái nhìn tổng quát về sự tương tác của các mối đe dọa. Phần mềm mới của quân đội Hoa Kỳ sẽ chủ đích phân tích các chỉ số để xác định ảnh hưởng của các thương vụ mua bán vũ khí, các hoạt động quân sự do Mỹ hậu thuẫn, cũng như các chuyến thăm quốc hội có thể kích thích các phản ứng từ Trung Quốc. Bằng cách phân tích những phản ứng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, quân đội và giới lãnh đạo dân sự Hoa Kỳ có thể bảo đảm các động thái của Washington không khiến Bắc Kinh bất bình và giảm căng thẳng Mỹ-Trung. Mặc dù dữ liệu chính xác và các phần mềm sử dụng không được công khai, nhưng Ngũ Giác Đài cho biết nó sẽ tính toán sự va chạm chiến lược, nghiên cứu dữ liệu từ đầu năm 2020 và đánh giá các tác động đáng kể ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Trung. Chưa rõ khung thời gian trên có ảnh hưởng đến độ chính xác của phần mềm ra sao. Hãng thông tấn Reuters cho biết, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kathleen Hicks cũng đề cập đến công cụ mới này trong chuyến thăm Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương tại Hawaii ngày 14 tháng 12 năm 2021. Nhìn chung, phần mềm này phù hợp với xu hướng trong nền tảng chính sách của chính quyền ông Biden liên quan đến Trung Quốc. Cho đến nay, chính quyền Washington ưu tiên các nỗ lực nhằm kiềm chế sự xâm lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tránh đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, cách tiếp cận không đối đầu này được coi là xoa dịu đối với những kẻ xấu đang thao túng Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế. Thông báo này được đưa ra trong một tuần và có nhiều tín hiệu trái chiều liên quan đến chính sách Mỹ-Trung và khả năng xảy ra xung đột quân sự giữa hai quốc gia, trong đó Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục đưa ra các nhận xét về tầm nhìn thống nhất Đài Loan. Chỉ vài ngày trước khi phần mềm này được công bố, các đại diện từ Hải quân và Không quân của quân đội Trung Quốc đã có một cuộc gặp mặt với các đối tác Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ và Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ liên quan đến Hiệp định Tham vấn Hàng hải quân sự. Hiệp định MMCA được ban hành từ năm 1998, được thiết kế để tăng cường an toàn hàng hải quân sự và giảm thiểu rủi ro giữa các lực lượng Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông, nhằm tuân theo luật pháp và chuẩn mực quốc tế. Thiếu tướng Christopher McPhillips, sĩ quan dẫn đầu phái đoàn MMCA của Hoa Kỳ, nói rằng diễn đàn cung cấp một rào cản cho các cuộc chạm trán quân sự và cuộc trò chuyện thẳng thắn giữa các lực lượng Mỹ và Trung Quốc. Ngay trong bối cảnh ông McPhillips đang họp với người đồng cấp Trung Quốc, các lực lượng khác của Mỹ vẫn đang tiến hành các cuộc tập trận chung với Nhật Bản, lực lượng ngày càng khẳng định vị thế sẵn sàng tự vệ của nước này, cũng như bảo vệ Đài Loan khỏi xâm lược của Trung Quốc. Các cuộc tập trận với tên gọi Resolute Dragon là cuộc tập trận song phương lớn nhất từ trước đến nay ở Nhật Bản, với hơn 4.000 lính thủy đánh bộ được huấn luyện cùng với các đối tác Nhật Bản trên vùng biển rộng 2.897 km của các đảo Nhật Bản. Nói chung, Resolute Dragon đã đạt đến đỉnh cao với các nhiệm vụ quy mô lớn chống lại các mục tiêu trên biển, chẳng hạn như sẽ được sử dụng trong trường hợp bùng nổ chiến tranh giữa Trung Quốc và Đài Loan. Hiệp ước mới ở Thái Bình Dương hứa hẹn sẽ đối đầu với cuộc chiến không giới hạn của Bắc Kinh. Hiệp ước đối tác ở Thái Bình Dương Xanh gồm có các thành viên Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Nhật Bản, New Zealand và Vương quốc Anh nhằm cung cấp sự hợp tác chặt chẽ hơn, có mục đích hơn và tham vọng hơn. Theo một ghi chú của Hiệp ước, thông thường các nỗ lực của chúng tôi không được phối hợp chặt chẽ, trong một số trường hợp thì có sự trùng lặp, còn một số trường hợp khác thì lại có khoảng trống. Điều phối viên Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ Kurt Campbell đã đánh dấu sự hợp tác tại một cuộc họp của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế vào ngày 23 tháng 6. Hiệp ước sẽ xem xét việc củng cố diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia và đối thoại thường xuyên giữa các đối tác, đồng thời vạch ra các dự án hiện có và điều phối các dự án trong tương lai để tránh mất cơ hội.
sự phát triển của Hiệp ước Đối tác ở Thái Bình Dương Xanh sẽ có sự tham vấn chặt chẽ của các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương và hướng tới các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, an toàn hàng hải, đối phó với tàu hàng đánh cá bất hợp pháp của Trung Quốc, y tế giáo dục và cung cấp khả năng tiếp cận tốt hơn với cơ sở hạ tầng, cùng nhau phối hợp để đối phó với vùng xám. Bà Cleo Pascal, thành viên cấp cao về Ấn Độ-Thái Bình Dương tại Tổ chức Bảo vệ các nền dân chủ, đã kêu gọi sự phối hợp giữa các quốc gia dân chủ trong việc tận dụng thế mạnh của nhau để đối phó với cuộc chiến không hạn chế hoặc vùng xám của Bắc Kinh trong khu vực. Mỗi thành viên của Bộ Tứ, Quad, gồm có Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ đều có hồ sơ theo dõi và khả năng đóng góp độc đáo riêng của họ. Bà viết trên tờ The Australia cùng với ông Anthony Bergin của Viện Chính sách Chiến lược Úc. Pháp cũng là một quốc gia chủ chốt ở Thái Bình Dương với gần 3.000 nhân viên quốc phòng trong khu vực. Chúng ta cần đưa mối quan hệ của mình đi đúng hướng vì lý do đó. Nam Thái Bình Dương đã trở thành một điểm nóng với sự cạnh tranh địa chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao để tranh giành ảnh hưởng đối với các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương trong khu vực. Chuyến công du gần đây của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới 8 quốc gia trong khu vực đã chứng minh cho xu hướng này, với việc Bộ trưởng ký một loạt các thỏa thuận song phương mới nhất nhằm thắt chặt hợp tác. Bà Pascal cảnh báo rằng ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh cũng chứng kiến sự suy yếu của các thể chế dân chủ và sự gia tăng của chủ nghĩa độc tài. Bà Pascal trước đây đã nói với Epoch Times, những vũ khí đó được sử dụng để làm suy yếu quốc gia mục tiêu từ bên trong, chia cắt và tạo thành tình trạng hỗn loạn ở quốc gia mục tiêu, khiến quốc gia đó ngày càng giảm năng lực chống chọi với ảnh hưởng của Trung Quốc. Quá trình tạo ra sự bất ổn và phân mảnh đó có thể được mô tả là tạo ra tình trạng hỗn loạn về chính trị, xã hội và kinh tế, nơi mọi thứ bắt đầu đổ vỡ. Và trong tình trạng hỗn loạn đó, Trung Quốc có thể tạo ra một trật tự mới với chính họ và các lực lượng ủy quyền ở trung tâm. Các thể chế dân chủ sụp đổ. Một ví dụ chính là việc ký kết thỏa thuận an ninh giữa Thủ tướng quần đảo Solomon Sugavare và Bắc Kinh có thể mở đường cho Hải quân Trung Quốc đóng quân, vũ khí và tàu hải quân trong khu vực. Từ năm 2019, khi Thủ tướng Manasseh Sogavare của quần đảo Solomon quyết định dịch chuyển quan điểm ngoại giao từ Đài Loan sang Bắc Kinh, các vấn đề tham nhũng đã trở nên công khai. Một báo cáo tiết lộ rằng 39 trong số 50 thành viên quốc hội ủng hộ Bắc Kinh đã nhận được các khoản thanh toán từ Quỹ Phát triển Quốc gia hoạt động cùng với Đại sứ quán Trung Quốc. Lãnh đạo phe đối lập Matthew Wheel cũng cáo buộc Thủ tướng không cung cấp các dịch vụ cơ bản, tập trung quá mức quyền lực và khai thác ngành công nghiệp gỗ của đất nước này chỉ vì lợi ích của một vài công ty khai thác gỗ và túi tiền của mình. Cuối năm ngoái, sự tức giận của người dân địa phương lên đến đỉnh điểm, khiến các cuộc biểu tình đã nổ ra ở thủ đô Honiara nhằm chống lại Thủ tướng Sugavare, dẫn đến 3 người thiệt mạng và khu phố tàu bị san phẳng. Quý vị bắt đầu nhận thấy sự méo mó này đã tạo ra một phẫn nộ trong xã hội. Nếu quý vị xuất thân từ một nền dân chủ, quý vị cho rằng đó là một điều tồi tệ. Bà Pascal nói, nhưng nếu quý vị chấp nhận tiền để chiến tranh hỗn loạn này là kết quả mong muốn từ Bắc Kinh, thì quý vị sẽ thực sự muốn tạo ra sự xáo trộn trong xã hội. Bà Pascal cho hay, sau đó các phần tử lãnh đạo độc tài ngày càng bị cô lập khỏi dân chúng và cộng đồng quốc tế, đồng thời trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào Bắc Kinh. Chuyên gia, Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm lược Đài Loan không những tê liệt chuỗi cung ứng chip mà kinh tế toàn cầu đứng trên bờ hỗn loạn. Hôm 24 tháng 6, tờ Epoch Times đưa tin, việc sản xuất chất bán dẫn của Đài Loan có sức mạnh đẳng cấp thế giới và không thể tách rời khỏi địa chính trị quốc tế. Theo truyền thông thế giới, nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm lược Đài Loan bằng vũ lực, điều đó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến việc cung cấp chất bán dẫn mà còn có thể gây ra hỗn loạn kinh tế toàn cầu, thậm chí còn nghiêm trọng hơn sự hỗn loạn do Nga gây ra ở Ukraine. Cũng ngày 24 tháng 6, ông Ron Brown, một học giả người Mỹ về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, nói với hãng truyền thông Mỹ Bloomberg thông qua bài viết với tiêu đề "Sự hỗn loạn kinh tế do chiến tranh ở Đài Loan sẽ tổn hại đến chất bán dẫn". Ông nói, Hoa Kỳ có nhiều lý do để ngăn cản Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn công Đài Loan, chẳng hạn như vị trí đặc thù của Đài Loan. Nhưng ông Brand nhấn mạnh rằng lý do quan trọng nhất là cuộc chiến xâm lược Đài Loan sẽ không giống như cuộc chiến giữa hai nền kinh tế với sức ảnh hưởng không lớn như Nga và Ukraine. Nếu Hoa Kỳ can thiệp vào cuộc chiến chống lại Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan, đó sẽ là cuộc xung đột liên quan đến hai nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới.
nếu Nhật Bản ủng hộ Washington và Đài Loan. Đây sẽ là cuộc chiến giữa ba nền kinh tế hàng đầu thế giới. Ông nói, cuộc chiến Nga-Ukraine có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp lương thực và phân bón ở các nước đang phát triển, do đó gây ra các sự kiện đói kém quy mô lớn tiềm tàng, cũng làm gián đoạn thị trường năng lượng, cũng là mắt xích làm trầm trọng thêm suy thoái kinh tế toàn cầu và nguy cơ lạm phát. Liên Hợp Quốc thậm chí còn ước tính rằng chiến tranh Nga-Ukraine có thể làm giảm tăng trưởng toàn cầu từ 4% xuống 3,1%. Nhưng điều đó không là gì so với thiệt hại khi Đài Loan bị tấn công. Nếu Bắc Kinh tấn công Đài Loan, 1/3 đường vận chuyển trên thế giới bị đe dọa. Ông nói, một cuộc xâm lược toàn diện của Trung Quốc có khả năng đi kèm với các cuộc tấn công tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Đài Loan và Tây Thái Bình Dương. Cuộc chiến giành quyền thống trị trên không và trên biển có thể rất khốc liệt và kéo dài. Một số khu vực kinh tế phát triển nhất sẽ bị ảnh hưởng và các tuyến vận tải biển quan trọng ảnh hưởng đến 1/3 lưu lượng hàng hải trên thế giới cũng sẽ bị đe dọa. Ông Brand cho biết, cho dù đó là một lựa chọn chính sách đã được cân nhắc kỹ hay chỉ đơn giản là sự hỗn loạn do chiến tranh gây ra, điều đó sẽ thúc đẩy sự tách biệt thương mại và tài chính giữa nền kinh tế Hoa Kỳ và Trung Quốc. Như trong cuộc chiến Nga-Ukraine, cả hai bên đều có động cơ mạnh mẽ để tiếp tục chiến đấu sau cuộc chiến. Tuy đó đồng nghĩa với việc xung đột ngày càng kéo dài thì thiệt hại kinh tế càng nghiêm trọng. Ông nói, Trung Quốc và Hoa Kỳ có khả năng sử dụng chiến tranh kinh tế như một phần quan trọng trong chiến lược của họ. Hoa Kỳ có thể chặn nhập khẩu năng lượng của Trung Quốc với hy vọng đóng cửa bộ máy quân sự của Bắc Kinh. Và Washington cùng các đồng minh của họ sẽ sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính để tăng chi phí chiến tranh cho Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh cũng có thể chiếm đoạt tài sản của Hoa Kỳ và các nước khác ở Trung Quốc. Trong một cuộc xung đột kéo dài, Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể cố gắng cắt giảm nỗ lực tái vũ trang của nhau thông qua các cuộc tấn công quân sự, tấn công mạng. Nếu chiến tranh kéo dài một năm, GDP của Trung Quốc sẽ giảm 30%. Theo một nghiên cứu của RAND Corporation, một tổ chức tư vấn của Hoa Kỳ, nếu cuộc chiến ở eo biển Đài Loan tiếp tục trong một năm, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Hoa Kỳ sẽ giảm đáng kể từ 5% đến 10%. Trong khi Trung Quốc sẽ giảm từ 25% đến 35%. Không chỉ vậy, thế giới sẽ bị tổn thất đối với các chuỗi cung ứng công nghệ chủ chốt vì chiến tranh. Ông nói, hơn 90% chất bán dẫn tiên tiến nhất thế giới được sản xuất tại Đài Loan, cung cấp năng lượng cho điện thoại thông minh, máy tính, ô tô và các thành phần quan trọng khác của nền kinh tế kỹ thuật số hiện đại. Trung Quốc có thể dẫn đầu cuộc đua giành vị trí tối cao về kỹ thuật số nếu họ chiếm được cơ sở vật chất và lực lượng lao động của TSMC. Ngay cả khi Trung Quốc không có điều đó, thì việc phá hủy các nhà máy quan trọng và gián đoạn giao thông vận tải sẽ trở thành tình trạng khẩn cấp về kinh tế toàn cầu. Ông nói, các quan chức Hoa Kỳ cũng nhận ra điều này khi họ cố gắng thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn tiên tiến trong nước. Theo Tổng thống Hoa Kỳ, ông Biden, ngành công nghiệp bán dẫn đã công bố gần 80 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào Hoa Kỳ kể từ năm ngoái. Tuy nhiên, sẽ mất một thời gian để những khoản đầu tư này có hiệu lực. Vì vậy, hiện tại không có giải pháp ngắn hạn nào để giảm thiểu phụ thuộc công nghệ toàn cầu vào Đài Loan. Tuy nhiên, tương đối dễ hiểu là cái giá phải trả của cách duy trì hòa bình ở eo biển Đài Loan. Đó là Hoa Kỳ và các đồng minh phải chi cho quốc phòng để đối mặt với một thế lực bành trướng như chính quyền Bắc Kinh. Bên cạnh đó, nếu không ngăn chặn được một cuộc xung đột lớn, thì thiệt hại không chỉ dừng lại ở người và nền kinh tế giữa các nước liên quan, mà hậu quả, sức ảnh hưởng có thể là toàn cầu. Ông Moran nói, bài học xương máu từ cuộc chiến Nga-Ukraine rút ra một lời cảnh báo. Xung đột cục bộ có thể gây ra những cú sốc kinh tế ở các khu vực của các nước phụ thuộc lẫn nhau. Bài học tiếp theo mà chúng ta học được về vấn đề này ở eo biển Đài Loan có thể sẽ đắt hơn nhiều. Thưa quý vị, mục tin Biển Đông eo biển Đài Loan của DKN TV đến đây tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.